Bây giờ là 11:50 buổi trưa rồi. Hơi cả sáng bọn mình đã ngủ này, xong rồi lấy đồ giặt sấy các thứ. Trưa nay định đi ăn cơm gà Hải Nam, sau đó là đi Marina Bay Sands để chơi. Trong khi mình tìm quán cơm gà Hải Nam ngon, tự nhiên mình thấy một post là đến Marina Bay Sands phải thử thịt bò của Golden Ramsay. Thế là mục tiêu của bọn mình từ ăn cơm gà Hải Nam ở Food Court bây giờ đã chuyển sang đi ăn nhà hàng của Golden Ramsay. Mặc dù giá của nó hình như khá là đắt nhưng mà anh Long bảo là anh Long bao nên là anh Long bao em không? Đúng. Không cần, mình sẽ tự trả. Anh Long bảo là đắt được phải trải nghiệm chứ, thế là đúng rồi, chúng ta phải đi trải nghiệm thôi. Đây là Marina rồi đúng không? Bọn mình đã đến tòa mà có chỗ ăn rồi. Sau ngày sáng vừa mới gội đầu xong, nhà hơi xoăn xoăn trông đẹp vãi. Bình thường mình gội đầu mình không bao giờ sấy cho nên là mọi người có thể vừa nãy sẽ thấy là nó ướt ướt. Đây chính là hàng Fresh Street Kitchen của Gordon Ramsay. Mình đã đặt chỗ trước rồi nên là mình sẽ vào đây. Hi, I have a reservation. Yes, one for three person. Yes. Thank you. Giờ xem menu nhá. 160 nhân với 16.750 và gần 3 triệu miếng bò. Nhưng mà ngoài cái này ra thì những cái khác thì ra cũng bình thường bình thường. Ừ, có mỗi cái này là kiểu tự nhiên lòi cái 160 đô ở đây, còn lại thì mọi người nhìn đây. 30 đô là tầm 500-600. Thì món này tầm 500-600. Hiện tại thì Long đã biến mất. Bọn mình gọi món xong rồi, lúc chờ món thì Long sẽ bắt taxi về nhà lấy hộ chiếu. Thì tí nữa bọn mình định chơi thử sòng bạc ở Marina nhưng mà cần hộ chiếu mới vào được. Chỗ này với khách sạn của bọn mình không xa lắm, tầm có hơn 1 cây thôi nên là chắc là nhanh. A few moments later. Hiện tại thì đã có hai món đã ra nhưng mà Nguyễn Hoàng Long vẫn chưa đến nên là tôi quyết định là review. Đây là món súp nghêu. Đấy, súp nghêu poppy. Đấy, best seller ở quán nhá, thịt quay mua ngoài chợ Nghĩa Tân đấy. Để đây bày vào đĩa thế là xong rồi nhá. Đây là món thịt ba chỉ nướng chậm. Cái lúc đầu là bọn mình gọi món khác nhưng mà nhân viên lại suggest món này và món này ngon nên bọn mình gọi. Không biết tiếng ngon thật không, cho em ít bún với cả rau sống kiểu đúng rồi đâu, cái gì dầu. Còn một món nữa là cái món beef Wellington thì nó phải 45 phút cơ thì nó sẽ ra sau. Món này trông còn đặc biệt tí, món này là thịt quay rồi. Mọi người nhìn này, đây là xì dầu chấm thịt quay đây chứ ở đâu ra nữa, không thể lệch đi đâu được. Đây, Nguyễn Hoàng Long đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nào. Thịt quay à? Thịt quay á? Thật á? Oh my god. Bao tiền chứ? 40 đô à? Nào, mọi người ăn món thịt quay. Như nào? Ồ, quá. Thịt quay Việt Nam ngon hơn. Không, cũng được. Biết đâu ngon ở cái sốt. Không à? Sốt thịt quay Việt Nam ngon hơn. Con đường 5 giây nhá. Về hàng buồm. Mua quay. Quay phải đang ngon hơn mà đúng không? Cay cay vậy. Cái mỡ nó xử lý ngậy hơn một tí. Nó là cái này giòn ngon mà, bì cũng ngon mà. Cái mỡ ấy. Em kiểu em là cái vị nó ngon. Ai bảo cho xin đĩa bún là đổ góc sống ở đây mà đấy. Ta thử súp nghêu nhá. Súp nghêu khó bì à? Khó bì à? Cái này đỉnh thật. À, cái đỉnh thật à? Cái này bắt đầu. Cái này là 5-6-7B rồi. Cái này đáng tiền. Cái này đỉnh thật. Em nốt miếng thịt này đã. Mọi người từ từ áo. Đây, thôi. Ăn thử món súp nghêu đỉnh cao. Ngon đúng không? Ngon. Luôn. Đấy, phải đáng tiền này đấy. Thế mất 3-6 đô đến đĩa thịt quay. Mà đĩa thịt quay đấy là dọc cái thằng bán hàng đó, là nhân viên đó, tự nhiên mình. Không, dọc cũng giống thật nhưng mà em thấy cũng ngon. Nó không giống tuyển. Anh ca cho em nhỉ.
Believe me. Mọi người, món chính đã đến. Thank you. Đây, giới thiệu mọi người, đây là bánh trung thu nhân mít tết. Sống. Đúng không? Bánh trung thu nhân mít tết mà. Kèm với một bát sốt đậu xanh rất là đầy luôn. Thế nào? Ngon. Ngon. Ngon là khẩu vị. Có nhiều lớp vị nhé. Cái này là vỏ gì vậy? Bánh mì xong một lớp pate. Pate. Xong đến thịt bò. Thơm thơm. Khoai tây nghiền ngon mọi người ạ. Nếu ăn khoai tây nghiền thì hãy gọi một suất bò này nhá, để được ăn kèm với khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền tuyệt vời luôn. One hour later. Cái này nó vãi. Mà nó bảo hai người ấy. Hai người Tây. Hai người da trắng. Hai người da trắng da đen, kéo người da vàng. Da vàng, ba người. Đây là bốn người. Tôi đang cho hai người da trắng và bốn người da vàng. Quy đổi, quy đổi. Thì cái gì ăn đông trở rẻ hơn. Mà này ăn rất là ngấy mọi người ạ. Nó có 3 quận nhỉ, 4 quận. Và bọn mình đã ăn được còn thừa nhiều. Được 2 quận rưỡi. Đây còn đằng sau này này. Mà cái nước chấm của nó lại chỉ là xì dầu. Nó mà cho chai tương ớt chin su ở đây thì chắc chắn là cái suất này hết rồi. Đồ Tây, đồ Âu ấy, ăn vị nó rất dễ ngấy. Tại vì nó cứ bị thiếu cay, thiếu mấy cái. Em thấy chúng nó nấu ăn chỉ có nêm muối với tiêu thôi nhá. Nó không có những vị nó rất là ngang ấy. Bây giờ chắc sẽ cố ăn thêm nhặt nốt mấy miếng bò ăn. Xong rồi ăn trắng miệng. Này, pate này nó không ngon bằng pate phết trong bánh mì của Việt Nam luôn. Không biết là do ông Gordon Ramsay hay là do cái hàng này làm chưa chuẩn. Nhưng mà hàng này của ông Mí mà, thì nó phải chuẩn chứ. Bây giờ mình viết mail cho ông Mí nhở. Ê, nhà hàng Singapore của ông không ngon lắm đâu, ông xem lại đi. Dessert. Caramel muối. Sorbet là gì? Không biết. Sorbet là gì? Sorbet là kem. Kem thôi á, một loại kem thôi à? Kem kiểu nhanh chảy hơn. Cái này nghe ngấy đấy ạ. Nghe uầy. Nghe người Anh, người England vậy. Em nghĩ đồ tráng miệng đừng gọi mấy ngon ngọt nữa, không ấy không ăn được đâu. A few minutes later. Đây là kem chanh leo, kiwi, dứa, các kiểu. Cái kem trên này là kem dừa. Cái này là caramel muối. Với cả sô cô la. Tự nhiên có bánh sô cô la đấy, được đấy. Còn kem này là kem đây là scoop of mashed potato. Đây là kem khoai tây truffle. Ăn kem thì để luôn gọi kem chua nhá, đừng có là gọi kem lòng. Cái này có ngọt đeo cái này chua. Ý là ăn đường ngói không thể ngon được. Cái này có bị ngọt quá. Cái thua kem funny nhà mình rồi. Thua kem Việt Nam. Cái ăn được á, vẫn là đối xịn. Ừ, cảm giác là caramel xịn. Ồ, bên trong nhất này. Nhớ lắm ạ. Lava đấy. Ngon, thì chắc phải ăn chung với nhau mới ngon. Ừ, ngon, thế thì ngon. Ăn chung thì ngon. Cả cao với cả caramel. Ừ. Không thì ngon đúng không? Ngon hơn khi nào? Ừ. Ngon biết ngon mọi người ạ. Mình gọi hai cái kem, ai mà đi ăn thì ở trong menu của hai cái kem đầu tiên ấy. No không? No chưa? Thôi bỏ xuống, ăn gì đây? Ok, thế là chúng tôi đã hoàn thành trải nghiệm nhà hàng của Gordon Ramsay. Tại sao bạn lắc đầu thế? Bạn cho quả đan này bao nhiêu điểm ạ? À?
Một á. Thì có tình giao hữu với cả đất nước Singapore tươi đẹp thì tôi cho thằng này một điểm cộng. À, điểm cộng vùng miền ạ. Một điểm cộng với cả 6 điểm, 7 điểm. 7 điểm. Hẳn 7 điểm. Mấy điểm? 4 điểm. 4 trên 5. 4 trên 5 là nhiều chứ. 4 trên 5 quy ra là 8 trên 10 rồi. Mình nghĩ là mình chấm tầm 7-7.5/10. Tại vì có món trắng miệng cứu lại. Xếp hạng thì mình sẽ thích nhất là súp nghêu, xong rồi đến thịt quay, xong rồi đến món tráng miệng, xong rồi đến khoai tây nghiền. Đấy, cuối cùng là beef Wellington. Món này nói thật là nó không phải gu của mình nên là... Anh thấy món gì được cuối cùng? Thịt quay à? Thứ đầu là gì? Súp nghêu. Thứ hai là để coi là hai là Wellington. Thứ ba là tráng miệng ạ? Số 4 là khoai tây của anh quay ớt. Chúng tôi là khu khác nhau mà, chúng tôi là hai cá thể riêng biệt thì khu khác nhau chỉ bình thường. Súp nghêu Forbi 22 đô. 4 lít. Thịt quay Nghĩa Tân 36 đô. 7 lít. Bánh trung thu thịt bò 160 đô. 3 củ 2. Hai cái kem này thì một kem 20 và một kem 18. Đấy, 4 lít với cả 3 lít rưỡi. Ừ. Thế là tổng bill là 312 đô. 312 đô. 6 củ. 6 củ. Bữa ăn 6 củ. Ôi. Đây, ăn xong rồi. Ăn xong rồi ra mình nhìn thấy mặt chủ shop ở đây rồi. Chủ shop về sang Việt Nam ăn cắp công thức thịt quay á, biết rồi nhá. Liên thuyền. Later. Hiện tại thì bọn mình vừa đào thải hết tảng bò Wellington vừa ăn rồi. 3 triệu là đi tong rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào thử sòng bạc, vào thử casino ở Marina nhá. Let's go!